Video này sẽ hướng dẫn giải bài tập lập trình Arduino để điều khiển 5 cấp tốc độ của một động cơ thông qua 5 nút nhấn và mô phỏng ở trên phần mềm Proteus. Mời các bạn cùng theo dõi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi video tự học lập trình Arduino. Trong video ngày hôm nay, tôi lại sẽ tiếp tục giải các bài tập tự luận trong các đề thi. Các bạn hãy tải đề thi này dưới cái phần mô tả video và hãy giải trước, sau đó quay lại video để xem cách tôi giải và cách các bạn giải xem có giống nhau không, có cùng kết quả đúng hay không ha. Thì bây giờ nếu bạn đã giải bài tập xong thì quay lại xem video của tôi nhé. Rồi, trong bài tập ngày hôm nay thì tôi sẽ giải cái đề thứ hai và cái câu tự luận số 1. Thì các bạn hãy tải về để xem các cái câu trắc nghiệm, xem mình đánh đúng không các bạn ha. Rồi, thì trong cái bài tự luận ngày hôm nay yêu cầu như sau. Thì đề này yêu cầu cho chúng ta một cái động cơ DC 12V. Thì chúng ta sẽ điều khiển cái tốc độ của động cơ này thông qua một cái driver L298. Và cái điện áp mà cho động cơ này chạy là 12V. Và tốc độ tối đa của động cơ này là 3000 vòng trên 1 phút. Hãy lập trình và điều khiển tốc độ động cơ theo yêu cầu như sau. Thì chúng ta có tổng cộng 5 nút nhấn. Nút thứ 1 thì nút này khi nhấn thì động cơ sẽ dừng ha. Nút số 2 thì động cơ sẽ chạy là 500 vòng trên phút. Nút số 3 thì động cơ sẽ chạy là 1000 vòng trên phút. Và nút số 4, động cơ sẽ chạy với tốc độ là 2000 vòng trên phút. Và nút số 5 thì động cơ sẽ chạy là 2500 vòng trên phút. Yêu cầu vẽ sơ đồ đấu dây các thiết bị của cái chương trình này. Thứ hai đó là viết chương trình. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành vẽ sơ đồ đấu dây từ trên cái phần mềm mô phỏng Proteus mà các bạn cùng theo dõi. Rồi, tôi sẽ khởi tạo và tôi đặt tên cho cái file này, cái phần cứng này ha, là cái bài số 36. Các bạn có thể tải về ở dưới phần mô tả video để mà có thể tham khảo nha các bạn nha. Ha, tua lại. Rồi, đầu tiên thì trong cái bài tập này sẽ sử dụng một cái module driver mà có thể là mới so với những bạn mà đã theo dõi video của tôi, đó là module L298 ha. Module L298. Rồi, đây là cái module L298. Nếu như các bạn chưa có cái module này ha, thì các bạn hãy bấm vào phần mô tả của video của tôi, thì tôi đã đính kèm một đường link để cho các bạn tải về nha. Thì khi các bạn tải về á, thì các bạn thêm cái thư viện này vào phần mềm Proteus tương tự như bữa giờ chúng ta mà thêm ha. Thì ví dụ như khi tải về thì các bạn giải nén ra, các bạn bấm vào và copy hai cái file của nó nha. Rồi, copy và các bạn tìm theo ổ C. Nếu như bạn nào Win 10 nha, thì các bạn sẽ tìm cho tôi cái phần program data. Và một số bạn sẽ mở lên không thấy cái program data, tại vì sao? Tôi quay lại ban đầu nha. Tại vì chúng ta không thấy nó bị ẩn đi ha. Thì các bạn bấm vào view, vào hidden item và program data, mở lên và tìm tới một log center electronic và bấm vào và chọn cái library và control V để pass hai cái file này vào thư viện của Proteus và tắt máy tính. Nếu được các bạn khởi động lại máy tính thì sẽ tốt hơn ha. Rồi, thì khi mà các bạn thêm thư viện như vậy xong thì sẽ có cái driver này cho các bạn nha. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ đi tiến hành đấu dây. Đầu tiên thì chúng ta cần một cái con Arduino. Tôi sẽ lấy con Arduino ra. Arduino Uno R3. Rồi, tôi có con Arduino ha. Tiếp theo thì chúng ta cần có nút nhấn. Tôi sẽ lấy thiết kế 5 nút nhấn ha. 5 nút nhấn Button. Rồi, ok ha. Nút nhấn. Rồi, 5 nút nhấn đã có. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái con điện trở ra ha. Sorry, bây giờ chúng ta đấu dây trước đi. Giờ tôi sẽ đấu dây là nút nhấn này khi nhấn sẽ đưa cái nguồn âm vào cho Arduino. Thì chúng tôi sẽ nối tới cái nguồn âm vào terminal mode và chọn ground. Rồi, các bạn kết nối tới nguồn âm ha. Tương tự các bạn lấy ra cái nút nhấn còn lại ha. Nút nhấn tiếp theo 2 3 4 5 ha. Xóa đi, mở cho nó bự lên xíu. Rồi,
Như vậy tôi sẽ nối tới cái nguồn âm hết. Rồi tôi sẽ nối lần lượt tới cái chân ha. Đầu tiên là cái chân số 0 1 2 3 4 5 4, thì tôi sẽ nối chân số 4. Rồi số 3, số 2, số 1 và số 0. Số 0 ha. Rồi khi không nhấn thì phải có gì? Phải có cái điện trở để kéo chân này lên mức 5V ha. Thì tôi sẽ lấy cái điện trở resistance press. Rồi, ok luôn ha. Rồi các bạn để nguyên cái giá trị điện trở nha. Giá trị điện trở là 10 kg. Rồi, một con ha. Một con. Copy cho nhanh ha. Copy. Rồi, cứ pass cho hai ha. Pass 2 con. 3 con. 4 con. 5 con. Rồi các bạn để dễ, bạn nên kéo xuống đây nè các bạn ha. Xuống đây. Rồi. Như vậy tôi sẽ nói đầu tiên là các chân này sẽ nói tới cái nguồn dương 5V, nguồn dương power. Rồi tôi sẽ nói tới nguồn dương. Và lần lượt các chân tôi sẽ nói tới các cái nút nhấn 1, nút nhấn 2 và nút nhấn 3. Rồi tiếp tục là gì? Nút nhấn 4. Rồi, nút nhấn 5. Rồi, tôi đấu xong là 5 nút nhấn nha. 5 nút nhấn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái driver 298 ra. Lấy driver ra, L298. L298 ha. L298 thì lại đây nè. Đây, để các bạn một xíu mình điều khiển cho nó dễ các bạn. Rồi, 298 ra ha. Rồi bây giờ á thì đầu tiên chúng ta sẽ đấu dây cho cái driver này. Cái driver này á, phần cứng ở bài tập số 27 28 thì tôi đã hướng dẫn rất là chi tiết về cái con driver thực tế nha. Và các bạn tôi sẽ nhắc lại thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ cắt nguồn cho nó là nguồn 12V và xin đi và cái nguồn 5V ở đây. Thì chúng ta sẽ lần lượt lấy cái hạt nguồn DC nha, tôi nối vào đây. Rồi ở đây tôi nhập là 12V. Ok, nối vào. Tiếp tục tôi nối ở đây là cái nguồn dương 5V ha, 5V. Rồi nhập 5V vô đây. Ok ha. Tiếp theo là chân này là tôi sẽ nối tới cái chân ground. Rồi tôi sẽ nối chân ground. Rồi ground ha, nối tới ground. Rao ha. Hai chân này tôi nói lại với nhau và tôi nói chuyện rao luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Tiếp tục, chúng ta sẽ điều khiển vào cái driver này á là ba chân. Trong đó là hai chân là đảo chiều quay và một chân phát xung. Thì cái driver này sẽ cho phép chúng ta điều khiển một lúc hai cái động cơ khác nhau. Thì ví dụ như chúng ta dùng enable A in 1, in 2 thì ở đây ba cái chân này sẽ cho phép chúng ta điều khiển một cái kênh gọi là kênh A là một cái động cơ nha. Thì ba chân này tương ứng vị trí là cái A1, còn ba cái chân còn lại in 3, in 4 và in B tương ứng với động cơ 2. Như vậy khi chúng ta kích cái chân phát xung thay đổi tốc độ vào chân E và hai chân này chúng ta thay đổi mức cao mức thấp để đảo chiều thì cái ngõ ra này nó sẽ điều khiển cái động cơ thay đổi tốc độ nha. Thì bây giờ tôi sẽ nối dây cho cái động cơ ha. Tôi sẽ lấy cái động cơ ra, các bạn gõ cho tôi chữ motor ha, là động cơ đó. Rồi, các bạn thấy động cơ ha, motor ha, bấm ok ha. Ok. Rồi nối dây vào. Nối dây vào. Và các bạn lưu ý nè, chúng ta phải đặt cái nguồn cho động cơ này chạy. Thì chúng ta cắt nguồn 12V vào hai chân này thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái điện áp cho cái này là 12V. Và ok ha. Như vậy ta sẽ nối một đầu vào một chân, một đầu còn lại ta nối vào chân còn lại. Rồi bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nối ba cái chân của cái Arduino với cái chân điều khiển. Thì các bạn quan sát
trên Arduino á, sẽ có những cái chân nào mà nó có dấu ngã đó thì chúng ta mới có thể điều khiển phát xung được. Thì chúng ta thấy là ở đây có chân 10, chân 9 và chân 6 vì đó ha. Thì tôi chọn chân 10 để chúng ta phát xung. Rồi tôi sẽ nối chân 10 vô nha. Chân 10 vô. Chân số 10. Rồi tôi nói chân số 10 nha. Rồi nó chân số 10 vô chân Inable các bạn ha. Rồi chân số 9 tôi nói tới chân in 1. Rồi tôi chân số 8 tôi nói chân in 2. Rồi như vậy là tôi đã đấu dây xong cho tất cả cái thiết bị ở trong cái bài này nha. Đó, đây là cái phần cứng của tôi nha các bạn nha. Rồi phần cứng của tôi ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục viết chương trình để điều khiển cái thiết bị này hoạt động. Rồi tôi sẽ mặc định ở đây là cái nút cuối cùng ha. Đây là từ nút 1, nút 2, nút 3, nút 4, nút 5 nha các bạn ha. Hãy lần lượt ngược lại đi, BN1245 này đó. Thì chân 4 lần lượt là nút 1 nha. Rồi giờ tôi sẽ viết chương trình, khởi động chương trình lên Arduino. Rồi tôi sẽ mở file new và tôi xóa đi ha. Và tôi sẽ đặt tên cho cái bài tập này, đó là bài 36, course 36. Và tôi sẽ lưu vào cái phần mô tả của video, các bạn có thể tải về và có thể là tham khảo cần nếu như cần thiết ha. 36. Rồi như vậy chúng ta sẽ đi tiến hành viết chương trình cho nó hoạt động nha các bạn. Rồi zoom lớn lên. Rồi đầu tiên cái phần cứng của chúng ta sẽ đập trình, chúng ta sẽ nhìn theo phần cứng mà đấu dây ha. Đây phần cứng đây, đó phần cứng của Arduino đây, nhìn theo nó mà đấu thì chúng ta sẽ không bao giờ sai như các bạn nha. Khi chúng ta vẽ phần cứng xong rồi đó thì chúng ta đấu dây thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ là biết sai được. Chúng ta có là gì, từ chân 0 đến chân số 4 là các cái nút nhấn đúng không, thì tôi sẽ khai báo các nút nhấn trước. In nút 1 bằng nút 1 là bằng chân số 4 ha, bằng 4. Phẩy nút 2 bằng 3. Phẩy nút 3 bằng 2. Phẩy nút 4 bằng 1. Phẩy nút 5 bằng chân số 0. Thấy chưa? Vậy các bạn ha. Nút 1 nè, 2 3 4 5 nè ha. Nút 1 thì tương ứng với chân số 4. Rồi nút 2 số 3, nút 3 số 2, nút 4 số 1, 5 số 0. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ khai báo ba cái chân cho cái điều khiển động cơ. Thì chúng ta sẽ có chân 8, 9, 10. Chân 8 in 1 ha bằng 8. In 2 bằng 9 và cái chân phát xung e ha, e hay là tôi gọi là PWM đi ha, bằng 10 chấm phẩy. Như vậy chúng ta khai báo xong các cái chân mà chúng ta sẽ sử dụng trong Arduino này nha. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ khai báo chức năng của các cái chân này là ngõ vào hay ngõ ra. Thì mình có là vol setup, rồi enter, mở ngoặc ra enter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo pin mode của nút trước ha. Nút 1 phẩy là input, đóng lại và chúng ta copy cho nó nhanh nha. Rồi 5 nút ha. Rồi 5 nút, nút 2, nút 3, nút 4, nút 5. Rồi chúng ta có ba cái ngõ ra ha. Ba ngõ ra là cái in 1 này, là output. Tiếp tục thì có output cho in 2 và chân PWM. In 2 và chân PWM. Đó. Ha, tôi gọi đây là chân đi ha, chân đi. Chân PWM đi ha. Chân PWM. Rồi, như vậy chúng ta đã xong rồi đó các bạn ha. Giờ tôi sẽ tiến hành viết chương trình chính cho nó. Các bạn thấy nè, do chương trình chính của chúng ta nó rất là đơn giản cho nên tôi không viết chương trình con nha. Tôi không viết chương trình con. Đó, cho nên là các bạn là
tùy theo những bài tập mà chúng ta viết chương trình con nha. Nếu như chương trình con chúng ta nó phức tạp, nó nhiều cái hàng lệnh thì chúng ta viết chương trình con, còn nó đơn giản chỉ một hai hàng thì thôi không cần viết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc năm cái nút nhấn này vô cơ đã nha. Nút nhấn này tôi đấu với cái nguồn âm ha, thì chúng ta sẽ xử lý in đọc nút 1 sẽ bằng là digitoric của nút 1. Tương tự tôi copy cho 5 nút còn lại ha. Rồi, đọc nút 2 sẽ bằng là digito của brick nút 2. Tương tự sửa cho các nút còn lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong phần đọc các nút nha. Thì bây giờ khi mà khởi tạo lên á thì chúng ta sẽ cho hai cái cực, tức là khi mà cái ngõ ra của cái chân số 8 và số 9 á. Đây. Ngõ ra chân số 8 và 9. Nghĩa là gì? Nghĩa là hai cái chân in mặt phẳng 2 á. Nếu như hai cái chân này được điều khiển ngõ ra từ Arduino, hai ngõ này mà cùng mức cao hoặc cùng mức thấp thì hai cái chân này thì nó sẽ làm cho cái động cơ ngừng, nghĩa là cùng mức cao hoặc cùng mức thấp thì sẽ ngừng. Còn nếu hai cái ngõ này nè, một cái là cao một cái là thấp thì nó sẽ chạy. Và ví dụ như bây giờ ở đây là mức cao, đây là mức thấp thì sẽ chạy chiều ngược lại. Xíu nữa mình đảo lại là cái chân này mức thấp, chân này mức cao thì sẽ quay ngược lại, quay ngược chiều ha. Đó, cho nên là bây giờ để chạy thì chúng ta chỉ cần cho một trong hai cái chân ngược dấu với nhau và cái chân phát xung e hoạt động là ok ha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành viết tiếp, cho phép là digitoric, cái chân in 1 ha là mức cao đóng lại, và cái chân in 2 mức thấp. Đó ha, như vậy là gì, động cơ sẵn sàng hoạt động, chỉ cần chúng ta phát xung là sẽ chạy thôi ha. Thì bây giờ phát xung nó sẽ phụ thuộc vào gì? Tốc độ sẽ phụ thuộc vào cái điều khiển trên nút nhấn. Thì đề bài yêu cầu là gì? Nếu nhấn nút nhấn 1 thì động cơ bằng 0, tốc độ bằng 0. À, như vậy với giá trị chạy tối đa của cái phát xung PWM này sẽ có giá trị từ 0 đến 255 sẽ cho động cơ chạy tối đa. Thì như vậy chúng ta sẽ tính toán làm sao mà đưa vào những con số đó cho nó phù hợp. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái này trước ha, phát xung bằng 0 trước. Như vậy chúng ta sẽ có cái hàm nếu nút 1 nè, nút 1 là chân số 4 nè ha, nếu đọc nút 1 mà bằng mức thấp đó, tức là nếu mà có nhấn nút á thì cái mức thấp này sẽ đưa vô nè ha, mức thấp thì sẽ thực hiện những gì trong ngoặc. Trong ngoặc thì là cái hàm đơn giản thôi, analog right, và cái chân quê với các em á sẽ phát ra một cái xung là 0. Như vậy là động cơ này sẽ dừng nếu như là nhấn nút 1. Tiếp tục chúng ta sẽ đi xử lý tiếp cái nút số 2. Nút số 2 copy ha. Rồi, như từ cái hàm số 2 trở đi thì chúng ta phải sử dụng là else if. Rồi nếu đọc nút 2 bằng mức cao, mức thấp chứ, đúng không? Rồi, nếu mức 2 bằng thấp thì tốc độ sẽ chạy là 500 vòng trên phút. 500 vòng phút. Như vậy thì chúng ta sẽ nhập con số vào trong khoảng từ 0 đến 255 thì nó sẽ chạy được 500 vòng trên phút. Thì tại sao nè? Thì chúng ta có tốc độ tối đa là 3000 vòng. Do đó chúng ta cần tính cái tỷ lệ 500 vòng ở trên 3000 này là bao nhiêu ha. Rồi chúng ta sẽ lấy cái tính là phép tính nè. Máy tính tính. Chúng ta sẽ lấy 500 nè ha. Chúng ta chia cho 3000 bằng, và chúng ta nhân với con số 255 thì sẽ ra được con số mà chúng ta sẽ nhập vào. Thì tôi sẽ làm tròn là 43. Rồi, xong cái nút số 2. Tiếp tục tôi sẽ đọc cái nút số 3 ngược lại ha. Nếu nút 3 bằng có nhấn nút thì chân này phát xung là bao nhiêu? 2000 vòng. À sorry, 1000. 1000 không? Thì tôi sẽ lấy 1000. Rồi tôi chia cho 3000. 3000 đúng không? 3000. Rồi tôi lại nhân cho 255 thì sẽ ra số là 85.
sẽ điền 85 vào đây. 85. Tiếp tục, chúng ta sẽ có cái nút số 4. Ngược lại nút 4 bằng 0 thì nút 4 là 2000 ha. Tôi lấy tiếp tục lấy 2000. Tôi chia cho 3000 bằng tôi nhân cho 255. Chúng ta được số 170. Số 170. Tương tự ha, một cái nút cuối cùng nữa. Rồi, là gì? Nút cuối cùng là gì? Là nếu nút nhấn 5 có nhấn thì động cơ sẽ chạy với tốc độ là 2500 vòng, đúng không? Thì tôi lấy sẽ 2500. Tôi chia cho 3000 bằng tôi nhân cho 255. Tôi sẽ bằng là 212 thì tôi sẽ gõ chẵn là 213. 13. Rồi kiểm tra nút, kiểm tra cái ngoặc ha, ngoặc này. Ngoặc này vô lớp đúng rồi, như vậy là chúng ta đã đủ ngoặc như các bạn nha. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập này. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp code vào trong chương trình trên phần mềm Proteus để xem đã hoạt động đúng hay không các bạn ha. Và để cho chúng ta có thể biết được là tại thời điểm nhấn á, tốc độ bằng bao nhiêu thì tôi sẽ phải là in ra cái giá trị phát xung đi. Thôi cái bài này chúng ta không cần làm đâu ha. Rồi bây giờ tôi sẽ biên dịch và tôi sẽ tiến hành nạp code cho nó nha. Biên dịch. Rồi chúng ta không có lỗi nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy cái file head tôi nạp vào cho cái phiếu điều khiển ha. Rồi nhấp vào cái giữ shift và nhấp một cái nữa Ctrl C. Rồi tôi sẽ quay qua đây, mở chương trình này lên ha. Chương trình lên. Rồi tôi sẽ tiến hành nạp vô. Tôi sẽ nhấp vào Ctrl V vào và bấm OK ha. OK. Rồi từ từ các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn quan sát mà hiện nay các bạn thấy nè, động cơ nó chưa chạy, đúng không? Thì cái nút nhấn này sẽ làm cho cái động cơ dừng và các cái nút còn lại sẽ làm cho động cơ tăng tốc dần lên. Bây giờ tôi sẽ nhấn cái nút số 2, đó là động cơ chạy ở tốc độ là 500 vòng trên phút. Nhấn ha. Các bạn thấy hiện nay cái động cơ nó quay nè các bạn, nó quay rất là chậm ha. Bây giờ tôi sẽ nhấn cái nút thứ 2 là tăng tốc lên với tốc độ là 1000 vòng trên phút. Các bạn thấy là tốc độ động cơ thấy nó quay nhanh hơn các bạn ha. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục nhấn nút số 4. Số 4 nha. Động cơ tăng tốc lên ha. Nhấn số 4. Các bạn thấy là cái động cơ nó quay nhanh hơn nè. Rồi tiếp tục tôi sẽ nhấn nút cuối cùng là làm cho động cơ quay với tốc độ là 2500 vòng trên phút. Đó ha. Bây giờ tôi sẽ quay lại nhấn nút 1 là động cơ sẽ dừng. Rồi tôi sẽ nhấn nút cao nhất. Rồi. Rồi các bạn à, như vậy là chúng ta đã xong cái phần bài tập trong cái đề thi ngày hôm nay. Đó, thì các bạn hãy so sánh cái kết quả mà các bạn lập trình với kết quả mà tôi đã làm, xem chúng ta có sự tương đồng hay không và có cùng đi đến một cái kết quả giống nhau hay không nha. Còn về cái phần đấu dây trên driver đó các bạn trong thực tế á, nha, thực tế nếu như mà các bạn đấu dây cho Arduino với driver này á, mà động cơ không chạy á, thì các bạn phải nhìn sơ đồ đấu dây nè. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nè, ở đây ở cái phần out nè, thực tế nó sẽ không có nha. Và chúng ta muốn nó chạy á, thì chúng ta phải nối cái chân GND, nối chân GND á của cái con driver này với cái chân GND của con Arduino thì lúc này nó mới có thể chạy được. Các bạn lưu ý cho điều này nha. Nếu đấu dây thực tế thì cái chỗ out này trên driver thực tế không có, và các bạn phải đấu trên GND của cái nguồn này nha, với cái nguồn GND của con Arduino, hai cái nguồn này phải nối lại với nhau nha, đó thì nó mới chạy. Đó, bạn lưu ý cho tôi vấn đề này. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập đề thi số 1 trong cái đề hai này nha. Thì bây giờ mời các bạn đón xem cái bài tập tiếp theo là bài tập số 2 trong cái đề thi. Tôi sẽ giải tiếp nha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký để ủng hộ cho tôi tiếp tục thực hiện những video, những clip, những bài tập hay hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn.
Xin chào.